À, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình có nhận một cái máy của cô Bùi Thị Thu Hương gửi từ Bắc Linh về. Và cái máy này nó đang bị cái tình trạng là treo chấm than đỏ các bạn nhé. Rồi, cái Redmi nó bị treo chấm than đỏ. Hôm trước mình có chia sẻ trên kênh của mình với cây 9S. Và cây này phải chạy qua server thì giá nó sẽ cao hơn cái mức bình thường các bạn nhé. Hiện tại có nhiều server chưa hỗ trợ cây máy này, nên là phải chạy qua server nước ngoài thì giá nó sẽ hơi cao hơn chút xíu. Bạn nào có nhu cầu thì cứ inbox cho mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn nhé. Có những cây thì giải quyết bằng unlock tool thì có thể chạy từ xa để cho các bạn luôn. Đấy, nhưng mà cây này thì muốn làm ấy thì mình sẽ để nhận máy về để làm. Chứ làm từ xa cây này nó hơi phức tạp và khách cũng không tháo ra được. Đôi khi những con phải tháo ra để chạy các bạn nhé, để nó nhận 908. Thôi thì cứ gửi về cho mình làm cho chắc ăn, không có làm cái kia nó mất kết nối, xong là người dùng đôi khi không biết cách vào 908 hoặc là không biết cách bấm, nó sẽ mất thời gian và nó phát sinh nhiều cái lỗi không đáng có. Đây, về Bắc Linh thì cũng chỉ ngày hơn ngày là tới nơi thôi, tại vì ship nó bây giờ nó cũng chạy nhanh lắm. Hôm trước mình có làm một cái video về cây này rồi. Cây này cây nên Note 9S các bạn. Đây các bạn này. Giờ system headband. Đấy. Thì để làm được cây này thì cũng phải tháo máy ra. Tháo máy ra để chích tết bon. Đây cái này. Cái này của bạn ấy cũng đã tháo rồi này. Không biết mình không biết là các bạn tháo ra làm gì thế, nhưng mà đã thấy hiện tượng tháo rồi các bạn nhé. Nó đang bị vỡ kính góc này. Để mình tháo ra xem là nó bị cái gì. À, nó đã làm những cái gì. Còn cái này thì chắc chắn là phải chạy lại phần mềm rồi. Đây. Phải áp lại ROM này các bạn nhé. Cái thời gian áp ROM thì nó cũng hơi lâu, mình sẽ có sâu kết quả cho các bạn xem thôi. Đây thì nó đã bị vỡ góc này rồi. Đây nó có một cái đường vân tay này. Vân tay này. Cẩn thận không có đâm vào đây thì nó đứt cái đường vân tay luôn. Đây này. Đây. Cái dây này đôi khi nhiều bạn không để ý cầm cắt phát nó xuyên qua cái này mà nó đứt cái đường này luôn nhá. Đây, mất thêm con ốc ở đây nữa. Nói chung những con ốc ở đây thì những con ốc thiếu 1-2 con thì nó không quan trọng lắm các bạn nhé. Cái này cơ bản nó vẫn cứ chắc. Cái này không biết là các bạn đã chạy lại phần mềm lần nào chưa. Lát nữa mình sẽ xây sâu cái kết quả cho các bạn xem thôi. Mình xem cái main nó có bị chọc máy gì chưa. Sửa chữa nhiều quá thì phải báo cái xác suất. Tại vì đôi khi nó bị lỗi. Cái main nó lỗi sẵn rồi chạy mất tiền. Ok, thấy cái main nó cũng còn sạch đẹp hết các bạn ạ. Đấy là cái mặt trên, còn mặt dưới thì mình chưa nhìn thấy được. Ok, giờ mình sẽ cách ni pin và cách ni một số thứ này ra mình xem. Để xem cả hai mặt khi mà chạy cái phần mềm này. Nếu mà máy nguyên zin, máy nó là nguyên zin ấy thì
thì chạy nó sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà máy nó đã sửa chữa rồi ấy. Máy đã sửa chữa rồi thì nó sẽ có một cái xác suất bị lỗi. Nên là nếu mà order cái tool kia nó sẽ không hoàn tiền các bạn nhé. Đấy, vậy nên là mình mới cần phải gửi máy như thế này. Order xong mà chạy nó vẫn lỗi như thế là không hoàn tiền. Nên là bắt buộc phải kiểm tra cái máy nó có bị lỗi phần cứng hay không, đã sửa chữa gì hay không. Nên là mới dám làm. Còn làm nó chạy lên xong rồi nó treo này. Nó treo logo hoặc nó vẫn cứ như thế hoặc nó không lên được thì nó cũng không hoàn tiền. Đấy, vậy nên các bạn rút kinh nghiệm. Mình cũng muốn nhận trực tiếp như này mình kiểm tra cho nó yên tâm hơn. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ làm và tính bên sau sẽ kết quả cho các bạn xem nha. Treo này. Chấm than đỏ. Ok, cái máy này mình đã chạy xong rồi các bạn nhé. Thì trên những cái máy này không chạy được, còn trên Mi Flat đó các bạn ạ, chạy nó sẽ bị nhé, nó sẽ báo lỗi nhé, nó sẽ báo đỏ và nó không chạy được. Các bạn phải chạy qua server, phải thuê một cái server của nước ngoài để chạy, chứ chạy cái kia là lỗi ngay. Những cái dòng khác thì chạy trên cái tool đấy được, nhưng mà riêng dòng 9S này cái tool đấy không thể chạy được các bạn nhé. Mình đã chạy thử rất nhiều rồi, hôm trước mình có quay video rồi. Và lưu ý cái này này, lưu ý cho các bạn này, khi chạy cái dòng Redmi Note 9S này, các bạn phải gỡ tài khoản iCloud Mi Cloud ra nhé. Khi mà có tài khoản Mi Cloud trên cái điện thoại thì nó sẽ không cho chạy, nó sẽ báo pin my phone on và nó sẽ dừng, không cho chạy, kể cả chạy qua server nó cũng sẽ báo như thế nhé. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ nắp vào, hôm qua mình gá cái ốc này vào để cho nó nhận cái phím home thôi, nó nhận cái phím nguồn thôi. Giờ mình sẽ gỡ ra và dán lại. Những cái dòng này tốt nhất các bạn nên gửi về cho mình làm thì nó dễ làm hơn là làm online. Làm online thì cũng được thôi, nhưng mà phải đối với những cái bạn mà biết cách tháo máy và biết cách làm, chứ không mà những cái bạn mà không biết cách tháo máy đôi khi nó gây ra những cái lỗi phát sinh. Mà cây này làm không hề rẻ các bạn nhé, phải thuê server nên là giá nó không rẻ chút nào đâu. Cái này lỗi cũng do một phần là các bạn cập nhật đấy, các bạn cập nhật đến bản MIUI mới ấy. Khi mà các bạn đang cập nhật ở chỗ có wifi mà các bạn đi di chuyển ở chỗ không có wifi ấy, đôi khi nó cũng gây ra hiện tượng lỗi như này nhé, nó rớt mạng. Hoặc là đang cập nhật thì các bạn tắt nguồn đi, các bạn khởi động lại cái là nó gây ra hiện tượng như thế. Ok. Cái này của bạn ấy là bạn ấy về mai bạn thay pin nữa, nên là mình sẽ không dán kín keo nhé, chỉ dán điểm vào để mai các bạn gỡ ra cho dễ thôi. Thank you.
Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những clip hay hơn nhé.